con ăn đi nè, rồi ngồi ngoan đi nha, má vô làm công chuyện chút xíu má ra liền ha nha. Thương quá. Mình đi làm mướn mà chị, cứ nghĩ đứa con bên cạnh là yên tâm. Ai dè nó đi lạc mất tiêu. Mày lận đận quá. Có điều là con muối là con của tôi, bản thân tôi cảm nhận được tình yêu đó ngay từ đầu khi mới gặp nó kìa. Tao chỉ sợ bà nói nữa là tôi giận bà luôn á. Thôi kệ nó đi, tao sợ rồi tao nói vậy thôi. Ngày nay mày vui phải không? Vui xong vui. Mày cho tao miếng bia đi. Bữa nay á, bà muốn uống cả thùng á, tôi cho bà cả thùng. Nhưng mà không có nói móc nữa nha. Nói móc nữa là tôi quýnh nè. Chị chồng đi con gái em đó. Cái gì nó cũng giống em hết đó. Cái tay cái chân giống y luôn à. Nó lùn quá hả? Ừ. Con mày cho nó lùn mới giống tao. Cái bà này kỳ quá à. Ê nè, chị coi đi. Nó múa nữa kìa, đẹp không? Dễ thương quá hả?